Ok, hello anh em. Sáng sớm cho em về nhà mới. Đầu tháng xuất kho. Em về Châu Đốc, An Giang, số 040 xu. Máy ủi đầu về sới. Sới 2m, sới 7, nhật 2m. Sới nước nha anh em. Sáu không không vỏ hông lớn. Máy ủi đầu dần sới về Châu Đốc, An Giang. Nay đầu tháng em đi về nhà mới. Sới nước 2 mét. Hàng mới về mấy chục chuyện sới nước, anh em nào có nhu cầu kiếm alo em nha. Máy gặt mới về được 2 chiếc nha anh em, máy Việt, chiếc đời 2018 lút với chiếc đời 2016. Anh em nào đang kiếm máy gặt cứ alo em nha. Con này sao không công su, máy cũng còn khá là ok á, không lớn. Về Châu Đốc, An Giang. Máy ủi đầu nhìn sới bánh lòng bánh bơi. Con này thì vỏ không lớn nha anh em, 16-9-28. Anh em mình nào có nhu cầu cần máy cài máy gặt cuốn gơm thì cứ alo số điện thoại cho em nha. 0333331689 nha, hoặc là 0365745782 nha. Máy gặt mới về được 2 chiếc đời 2016 với đời 2018 lút, cũng khá là đẹp á. 4508 Thái, giá khoảng 170-180. Rồi, anh em nào mình cần hàng gì cứ alo cho em nha. Anh em nha.